quý vị theo dõi chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội thảo khoa học báo cáo sơ bộ về quá trình khai quật khảo cổ học dòng thành đá trắng tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các nhà khoa học đã đánh giá đây là di tích thành cổ duy nhất còn tồn tại trên vùng đất Nam Bộ tương đối nguyên vẹn về dấu tích của nền móng trong thành, ngoài hào và có giá trị lịch sử vô cùng to lớn trong quá trình hình thành phát triển của vùng đất phương Nam qua từng thời kỳ. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Trung tâm Khảo cổ học của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ đã tiến hành triển khai 66 hố thăm dò và 13 hố khai quật với tổng diện tích gần 800 m². Trong không gian vòng tường thành đá ông và khu vực liền kề tại tích vòng thành đá trắng thuộc địa phận ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Kết quả thu được đã mang lại nhiều tư liệu quý, xác định được các lớp văn hóa tích tụ liên tục từ sớm đến muộn, phản ánh khá đầy đủ về quá trình hình thành và phát triển của một vùng đất qua hơn 300 năm lịch sử. Một cái kết quả rất là lớn của các nhà khảo cổ học phía Nam và các nhà quản lý của Bà Rịa Vũng Tàu, bởi vì là trong một thời gian ngắn và còn có nhiều khó khăn, thế nhưng mà cuộc khai quật của chúng ta đã làm rõ bước đầu quy mô của gọi là thành vòng đá trắng. Qua quá trình khảo cổ, các nhà khoa học đã tìm và phát hiện trong không gian di tích vòng thành đá trắng với các loại hình di tích khác nhau như bếp sinh hoạt, hố rác, tường thành xây bằng đá ong, vòng hào, công trình có kiến trúc tinh xảo. Các di vật gồm chủ yếu là các loại vật dụng sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, cùng số ít dụng cụ lao động, gồm các loại chất liệu đá, kim loại, đất nung và đồ gốm sành sứ. Các nhà khảo cổ tìm thấy 14.965 mảnh vỡ, chủ yếu là loại gốm gò sành không trang men, cùng những loại đồ sành được dùng làm các loại vò, chum, chóe, có đế bằng, phần thân dưới xuống đế để mọc, một số ít được phủ men gần kín. Đồ bán sứ có 3.355 mảnh. Loại hình phổ biến là các loại hình tô, bát, âu, liễn, đĩa, có lớp men màu xám ghi, màu xám rêu và một số ít màu vàng nhạt. Đây là những loại gốm đặc trưng của người Chăm Ba và chiếm tỷ lệ gần 70% từ các di vật trong vòng thành đá trắng. Tôi là đánh giá rất cao cái kết quả khai quật trong đợt này mà do Trung tâm Khảo cổ học Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ với Sở Văn hóa và Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. Cái kết quả đó là hôm nay là chúng ta cũng chỉ là cái báo cáo bước đầu, và cái bước đầu đó cũng đã mang lại những cái kết quả rất tốt về một cái nhận diện, tức là trước hết là cái quy mô của cái thành. Cái kết quả đó chúng ta biết được, nhận diện được là các cái niên đại của cái di tích. Một là trước xây thành, tức là có những cái yếu tố của tiền ong eo hoặc là ao eo ở đó. Sau đó là cái giai đoạn xây thành, và cái giai đoạn tiếp theo là các cái bước tu sửa chỉnh trang hoặc là bị phế tích rồi chúng ta có những lần sửa, thì là có ba cái nhận diện được của cái cuộc khai quật. Thì đấy là một trong những cái mà có lẽ là tôi nghĩ rằng đấy là một cái thắng lợi. Ngoài ra, Trung tâm Khảo cổ còn tìm thấy một số mảnh vật dụng bán sứ có xuất xứ từ thời Lê Sơ nước Đại Việt với dòng gốm Chu Đậu, nổi tiếng một thời của đất Kinh Bắc. Song song đó còn có gốm Thái Lan với dòng gốm Sawan Kalop, thời kỳ Sokothai. Về đồ sứ, thống kê được 526 mảnh, chủ yếu là đồ sứ hoa lam, cùng số lượng rất ít đồ sứ men ngọc, sứ vẽ nhiều màu, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Hoa vào thời kỳ nhà Minh. Đất nung khảo cổ được tìm thấy 631 mảnh, là mảnh vỡ của các loại vật dụng sinh hoạt trong đun nấu với nồi, chõ. Đây là dòng gốm bản địa với kiểu dáng thân tròn dẹt, miệng loe xiên hoặc loe cong, bờ vai rộng, có trang trí đồ án hình sóng nước hay hình cánh cung nhỏ, tạo bởi những ấn nhỏ hình vòng tròn.
Bên cạnh đó, có các nhà khảo cổ còn phát hiện nhóm mảnh vỡ ở phần đáy của loại bình gốm mịn có đặc điểm tương tự với đồ gốm trong các di tích thuộc giai đoạn ốc eo muộn ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ những di vật thu thập được trong quá trình khảo cổ học của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ cho thấy, các vật dụng sinh hoạt trong không gian văn hóa vòng thành đá trắng mang đậm dấu ấn Champa vào khoảng thế kỷ 15 và 16. Với những di vật, cứ liệu khảo cổ học được phát hiện tại vòng thành đá trắng cho thấy vùng đất Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu xưa là một nơi trù phú, đời sống người dân phong lưu. Họ được giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa với nhiều nước trong khu vực trải dài từ Nam Trung Hoa đến khu vực Đông Nam Á. Trong các cái cuộc khai quật mà chúng ta đào trong lòng thành thì chúng ta phát hiện được rất nhiều các cái hiện vật gốm sứ, nó đến từ nhiều các nơi khác nhau, có nguồn gốc khác nhau. Thì như vậy cho thấy rằng là cái vùng đất này đã có một cái sự giao lưu, giao thương rất mạnh. Tôi nghĩ rằng vị trí thành đá trắng với cái vùng cận biển của cái vùng đất Đông Nam Bộ và đặc biệt Vũng Tàu thì rất rõ cái vị trí giao lưu đó, giao thương đó. Hiện được rất tiếc là di tích cũng đã bị phá hủy không ít. Dù vậy, với những cái tư liệu mà chúng ta khai quật được thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đủ sức khôi phục là toàn diện và trên cơ sở đó phát huy giá trị. Và như vậy thì cái việc mà cái chủ trương của Đảng và Nhà nước về cái việc vai trò của di sản trong phát triển bền vững thì cái việc mà chúng ta bảo tồn và phát huy giá trị của thành đá trắng là một trong những cái yếu tố dù là không lớn nhưng nó góp phần vào cái việc đó và đúng vào cái chủ trương của Đảng và Nhà nước về cái việc thực thi này. Và tôi rất mong chính quyền địa phương Bà Rịa Vũng Tàu cố gắng nỗ lực để chúng ta có thể thực hiện ước mơ đó. Các nhà khảo cổ xác định di tích vòng thành đá trắng có cấu trúc gồm vòng thành hình vuông xây bằng đá ong, được bao bọc bằng đường hào, có dạng gần hình chữ nhật. Quy mô tổng thể của di tích rộng hơn 10 hectare với vòng hào có dạng hình chữ nhật dài đến 410 mét và rộng khoảng 265 mét. Bao quanh một vòng tường thành bằng đá ong rộng đến 4,2 hectare, các cạnh rộng từ 208 đến 215 mét. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Nam Bộ có nhiều di tích thành cổ gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển vùng đất như Thành Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, Thành Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Lũy Phước Tứ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thành Bảo Tiền, Bảo Hậu, tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, chỉ có vòng thành đá trắng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là di tích thành cổ ở Nam Bộ duy nhất còn hiện hữu trên thực địa với cấu trúc thành xây bằng đá ong có hào bao quanh. Vòng thành đá trắng được xác định giống như di tích các thành cổ trong văn hóa Champa ở miền Trung Việt Nam, cũng có cùng cấu trúc xây tường thành bằng đá ong, kết hợp gia cố đất nền bên trong, xung quanh có vòng thành và hào, thể hiện nhiều mối quan hệ gần gũi trong văn hóa Champa. Vòng thành đá trắng có thể được xem là thành cổ ở vị trí xa nhất, có những yếu tố như để quản lý một tuyến đường hàng hải quốc tế hoặc thương cảng xưa trên vùng đất tiếp giáp giữa Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Trước những phát hiện khảo cổ học vô cùng quý giá như hiện nay, đã dần hé mở về một tiến trình giai đoạn lịch sử chưa được biết đến tại vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và Nam Bộ nói chung. Đây là nguồn tư liệu quan trọng, hứa hẹn một cơ hội lớn trong việc giải mã các vấn đề về văn hóa lịch sử của nước ta trước thời kỳ khẩn hoang mở cõi của vùng đất phương Nam. Tôi sẽ tham mưu cho Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là có những cái giải pháp và có những cái phương án để mà nhất là bảo vệ khẩn cấp cái di tích. Cái thứ hai là sẽ xây dựng cái hồ sơ để xếp hạng di tích cấp tỉnh. Rồi sau đó là hoàn chỉnh hồ sơ là xếp hạng di tích cấp quốc gia để có cơ sở đầy đủ cơ sở pháp lý để bảo vệ cái di chỉ này. Những hiện vật, cứ liệu lịch sử vô cùng quan trọng tại vòng thành đá trắng thuộc ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần được nghiên cứu, giữ gìn và bảo tồn để cho thế hệ mai sau hiểu được những giá trị hình thành và phát triển về một vùng đất. Tuy nhiên, hiện nhiều đoạn hào cổ này đã nằm dưới nền móng của các công trình dân sinh. Phần lớn không gian di tích đều thuộc quyền sở hữu của tư nhân và đang bị xâm hại nghiêm trọng, phá vỡ cấu trúc của di tích. Vì vậy, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu mong muốn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần có lộ trình, giải pháp đưa vòng thành đá trắng vào xếp hạng di tích nhằm có biện pháp bảo vệ di tích theo luật di sản để di tích vẹn nguyên, không còn bị xâm hại. Thưa quý vị, chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.